Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và Thế giới trên kênh VTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. Bằng chứng chấn động Hillary Clinton phái tay sai để đe dọa giết nạn nhân tình dục của chồng Bill Clinton, FBI có liên quan. Lộ điểm yếu của Mỹ khi đồng minh rút khỏi liên minh biển đỏ. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, một loạt tài liệu khác từ vụ kiện phỉ bán liên quan đến Jeffrey Epstein đã được công bố vào sáng thứ hai. 17 tài liệu mới này thật bùng nổ. Các tài liệu mới được phóng viên này xem xét tiết lộ có những đoạn băng xét của Bill Clinton, hoàng tử Andrew và Richard Branson. Nhân chứng Sarah Ransom cho biết, khi bạn tôi quan hệ tình dục với Clinton, hoàng tử Andrew và Richard Branson các đoạn băng xét trên thực tế đã được Jeffrey quay vào từng dịp riêng biệt. Khuôn mặt của Bill Clinton, Prince Andrew và Richard Branson tất cả đều được xác định rõ ràng trong các băng giới tính được cáo buộc. Cảm ơn Chúa, cô ấy đã nắm giữ được một số cảnh quay bằng chứng của mình, xác định rõ ràng khuôn mặt của Clinton, Prince Andrew và Branson, quan hệ tình dục với cô ấy. Theo nhân chứng Sarah Ransom, Hillary Clinton đã cử tay sai đến đe dọa bạn mình sau khi cô đến cảnh sát vào năm 2008 để trình báo rằng cô bị ép quan hệ tình dục với Bill Clinton, Richard Branson và Hoàng tử Andrew trên video. Sarah Ransom nói về bạn mình, cô ấy bị coi là một cô gái ngành bẩn thiểu, kẻ nói dối và không được coi trọng. Vài tháng sau, cô ấy được tiếp cận bởi các lực lượng đặc biệt do chính Hillary Clinton cử trực tiếp tới để bảo vệ chiến dịch tranh cử tổng thống của bà ấy vào năm 2008. Họ đã đe dọa cô ấy rất nhiều, xù lông cô ấy. May mắn thay cô ấy đã chụp ảnh làm bằng chứng và sau đó bị buộc phải ký một thỏa thuận bảo mật để đảm bảo rằng cô ấy không bao giờ có thể công khai chỉ trích chồng mình. Cũng theo nhân chứng, bạn của cô đã nhận được một khoản tiền đáng kể trực tiếp từ quỹ Clinton để giữ cô ấy im lặng. Sau đó, cô ấy đã nhận được một khoản tiền đáng kể trực tiếp từ quỹ Clinton để giữ im lặng. Cô ấy chắc chắn một nghìn phần trăm rằng FBI đã che đậy và cô ấy có tên riêng của các sĩ quan đặc vụ của Hillary có liên quan đến việc đe dọa cô ấy. Sau đó, cô ấy bị buộc phải ký một thỏa thuận bí mật ràng buộc về mặt pháp lý thay mặt cho Hillary vì sự im lặng vĩnh viễn của cô ấy. Nếu cô ấy phá vỡ thỏa thuận này, cô ấy sẽ chết. Nhân chứng cáo buộc cô ấy có cảnh quay về băng xét của Clinton, Branson, hoàng tử Andrew được sao lưu trên vài thanh USB và nói rằng cô ấy có một công cụ tiêu diệt đề phòng điều gì đó xảy ra với mình. Thật không may, tôi không thể gửi cho bạn đoạn phim mà không có sự đồng ý của cô ấy do những hậu quả to lớn đối với sự an toàn của cô ấy. Nhưng tôi có thể xác nhận rằng tôi sở hữu đoạn phim đó. Tôi đã sao lưu đoạn phim trên một số thẻ USB và gửi chúng một cách an toàn đến nhiều địa điểm khác nhau trên khắp châu Âu mà chỉ có một người khác ở gần tôi biết vị trí của họ ở đâu đề phòng bất cứ điều gì xảy ra với tôi trước khi đoạn phim được phát hành. Thưa quý vị, trong một sự kiện liên quan, nô lệ tình dục của Jeffrey Epstein trở thành đồng phạm đã bị mất tích sau khi phát hành tài liệu. Theo báo cáo gần đây của The New York Post, Nadia Masinko, cựu cộng sự khó nắm bắt của nhà tài chính thất sủng Jeffrey Epstein đã biến mất khỏi ngôi nhà ở Upper East Side của cô sau khi công bố các tài liệu tòa án liên quan đến các hoạt động tai tiếng của Epstein. Nadia Masinko, còn được gọi là Nada Masinkova, là cựu phi công thương mại và cô gái vùng vịnh. Masinko là một phi công, huấn luyện viên bay người Slovakia và là giám đốc điều hành của AviLob, một trang web hàng không. Cô có 3 chứng chỉ xếp hạng, bao gồm nhiều loại máy bay thương gia vùng vịnh. Marcinko được Epstein đưa đến Hoa Kỳ từ Slovakia khi cô mới 15 tuổi. Jeffrey Epstein được cho là đã gọi Marcinko là nô lệ tình dục của mình. Cô đã dành nhiều năm ở bên cạnh anh và thậm chí còn đi trên máy bay riêng của anh, được biết đến với cái tên The Gothic Express, nơi khát tiếng chuyên chở các cô gái trẻ. Hiện vẫn chưa rõ liệu Marcinko có tiếp tục làm phi công cho Epstein hay không, sau khi nhận được chứng chỉ FAA với tư cách là phi công thương mại và người hướng dẫn bay. Cô đã bị buộc tội tham gia lạm dụng tình dục các cô gái trẻ và tìm kiếm nạn nhân cho Epstein. Mặc dù luật sư của cô đã bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định rằng chính cô cũng là nạn nhân. Masinkova đã được văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận Nam Florida xác định cụ thể là đồng phạm tiềm năng của Epstein trong thỏa thuận không truy tố mà họ đã thực hiện với ông Epstein như một phần trong lời nhận tội của ông ta. Theo tài liệu của tòa án, cô ấy có thông tin liên quan vì cô ấy đã quan sát việc tuyển dụng trẻ em gái vị thành niên để quan hệ tình dục. Và trên thực tế, cô ấy đã tham gia vào các hành vi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Cô ấy cũng đi cùng nhiều chuyến bay với bị cáo, mâu thuẫn với lời khai của bị cáo. Masinko được miễn truy tố vào năm 2008 như một phần trong thỏa thuận không truy tố của Epstein với chính quyền Florida. Bất chấp những tranh cãi xung quanh mối quan hệ của cô với Epstein, cô vẫn trung thành với anh ta và đến thăm anh ta nhiều lần khi anh ta ở trong tù. Những ngày gần đây, Masinko vắng mặt tại nơi ở lâu năm của cô ở Upper East Side, thành phố New York. Theo một nguồn tin hàng xóm, người ta đã không nhìn thấy cô ấy trong ba ngày qua, trùng với thời điểm tài liệu tòa án được công bố. Nguồn tin nói với The Boss, tôi đã không gặp cô ấy ba ngày rồi, lời khai của Masinko, trong đó cô ấy đã 42 lần viện dẫn quyền chống lại sự tự buộc tội của mình, được tiết lộ như một phần của tài liệu được công khai từ một vụ án phỉ bán đã được giải quyết do Virginia Geoffrey đưa ra để chống lại Grisland Maxwell một cộng sự thân cận của Epstein, người bị kết tội buôn bán tình dục. Nơi ở hiện tại của Nadia Masinko và phản hồi của cô ấy đối với tài liệu được tiết lộ vẫn chưa được biết. Quý vị thân mến, liên minh tại Biển Đỏ bị coi là thất bại sau khi một số đồng minh lớn của Mỹ rút lui. Những nước khác chỉ gửi lượng nhỏ quân mà không có tàu. Ngũ Giác Đài tuyên bố thành lập một liên minh hải quân lớn vào cuối năm 2023 để đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đỏ, trong bối cảnh xảy ra một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại liên quan đến Israel bởi lực lượng dân quân Houthi ở Yemen. Luigi Binelli Mantelli, đô đốc người Ý và cựu tham mưu trưởng hải quân Ý, Bộ Tham mưu Quốc phòng Ý cho rằng việc phương Tây không thành lập được một liên minh để bảo vệ biển đỏ là một dấu hiệu đáng lo ngại cho sự đoàn kết của NATO và EU. Luigi Binelli Mantelli nói, Pháp và Ý sẽ không tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ, điều này sẽ không có tác động từ quan điểm hoạt động. Vì hải quân được huấn luyện tốt để phối hợp hành động ngay cả bên ngoài một chuỗi chỉ huy nhất định, nhưng về mặt chính trị, đó là bằng chứng về sự gắn kết yếu kém của chúng ta với NATO cũng như các đối tác EU. Vị sĩ quan này cho rằng, khối phương Tây cần sửa đổi và mở rộng vai trò của mình đối với sự ổn định và an ninh của thế giới, đồng thời kêu gọi Brussels tỉnh giấc khỏi giấc mơ đại kết nối và suy nghĩ kỹ về sự vững chắc của chính mình. Liên minh chiến dịch người bảo vệ thành vượng chống lực lượng hâu tại Biển Đỏ do Washington lãnh đạo đã có một khởi đầu khó khăn sau khi các đồng minh chủ chốt của phương Tây, bao gồm Ý, Pháp, Tây Ban Nha, từ chối tham gia, trong khi các nước khác như Hà Lan, Na Uy, Úc và Canada chỉ cam kết gửi một số ít quân nhân mà không có tàu chiến. Houthi tại Yemen, lực lượng dân quân Syria bắt đầu chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu thương mại thuộc sở hữu của Israel hoặc trên đường đến hoặc đi từ Israel vào tháng 11 năm 2023 để ủng hộ Hamas và phản đối cuộc chiến của Israel tại Gaza. Các lãnh đạo của Houthi nhiều lần tuyên bố sẽ biến biển đỏ thành nghĩa địa của liên minh nếu các cường quốc phương Tây cố gắng tấn công lực lượng này tại Yemen. Sự căng thẳng giữa Mỹ và lực lượng dân quân trở nên nguy hiểm sau vụ việc ngày 31 tháng 12 khi 10 chiến binh Houthi trên những chiếc thuyền nhỏ cố gắng chiếm giữ một tàu thương mại nhưng đã bị trực thăng cất cánh từ nhóm tấn công tàu sân bay Mỹ tiêu diệt. Nhưng người Houthi vẫn tỏ ra thách thức, hứa sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại liên kết với Israel, đồng thời cảnh báo rằng Biển Đỏ cũng sẽ trở nên không an toàn đối với các nước tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu. Chiến dịch của lực lượng dân quân Yemen đã khiến các hãng tàu lớn phải dừng hoạt động qua Biển Đỏ, buộc các tàu phải đi một chặng đường dài giữa châu Âu từ châu Á đến phía nam châu Phi, làm tăng thêm hàng nghìn hải lý, với hàng triệu đô la chi phí vận chuyển tăng thêm trong mỗi hành trình. Báo Elbrise của Tây Ban Nha đưa tin rằng, cho đến nay, ít nhất 18 hãng tàu đã buộc phải định tuyến lại các tàu và chiến dịch hầu đã khiến chi phí vận chuyển toàn cầu tăng khoảng 170%. Theo ông Scott Richter, cựu sĩ quan tình báo quân sự Mỹ, cách duy nhất mà chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng có thể giữ cho biển đỏ vận hành an toàn là tiến hành các cuộc tấn công chống lại khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi với hy vọng ngăn chặn chúng trước khi chúng có thể được sử dụng. Tuy nhiên, Houthi đã tuyên bố rõ rằng nếu bị tấn công, họ sẽ mở rộng xung đột và nhắm mục tiêu vào việc sản xuất dầu của Saudi và UAE, đe dọa nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu, trong khi việc nhắm mục tiêu vào các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái di động không phải là nhiệm vụ đơn giản. Ả Rập Saudi sử dụng sự hỗ trợ của tình báo Mỹ để nhắm mục tiêu, đã không thể ngăn chặn lực lượng Houthi phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu của Saudi trong toàn bộ cuộc xung đột đang diễn ra. Mỹ có thể sẽ gặp phải vấn đề tương tự. Nói tóm lại, bằng cách bắt đầu chiến dịch, người bảo vệ thịnh vượng Mỹ dường như đã tự tạo ra một cái bẫy cho chính mình, vì nó sẽ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi, và hành động như vậy có thể sẽ mở rộng phạm vi và quy mô của cuộc xung đột, gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ. Ông Scott Richter cho rằng, tất cả những điều này có thể được giải quyết chỉ bằng một cuộc điện thoại từ Joe Biden tới Thủ tướng Israel Netanyahu, chỉ đạo Tel Aviv chấp nhận lệnh ngừng bắn và cho phép gửi viện trợ nhân đạo đến người Palestine ở Gaza nhưng thay vào đó mỹ đang hủy hoại vị thế của mình trên thế giới bằng cách công khai tạo điều kiện cho lực lượng phòng vệ israel tiến hành tấn công cả thường dân palestine đồng thời làm suy yếu uy tín về khả năng răng đe của quân đội hoa kỳ